Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em Tùng Nguyễn Radio vào buổi sáng thứ hai đầu tuần, Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu cho tất cả các bác các mẫu linh kiện giao cho khách. Và hôm nay buổi sáng thứ hai, Tùng Nguyễn chúc tất cả các bác có một tuần làm việc hiệu quả và mạnh khỏe bên gia đình. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu về các linh kiện loa và báo giá chi tiết từng sản phẩm và để cho tất cả các bác có một cái video đầu tuần thì các bác cùng xem và cập nhật mẫu cho em nhé. Ví dụ như đây là đôi bát 25 Martin từ 170 con 63, đôi bát 25 neo con 76 Silly, đôi tép neo 450 giờ xếp neo khối và đôi phân tần 226L, đôi bát 20 neo con 51, đôi bát 30 giờ xếp con 76, 40 giờ xếp con 76, 40 Martin giá rẻ con 76, 40 neo V con 76, 50 giờ xếp con 100, combo 40 của The Well. Đấy. Combo 40 The Well thì cái bát 40 kia thì đang thanh lý rẻ. Tép 750 GBL và phân tần 8015. Các bác cùng tham khảo mẫu ngày hôm nay. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cái combo ở góc bên trong này đi. Ở đây cái bát này em đang thanh lý đây. Bát của công ty The Well. Hàng này là hàng siêu VIP. Nếu như anh em mua cái loại bát này thì so với các cái loại bát trên thị trường với cái tầm giá. Như con bát này lúc đợt đầu giao ra thì rẻ được 600.000 một đôi. Từ 220-100, hàng này em đang thanh lý cho The Well và chỉ còn số lượng ít thôi. Màng xếp đi gần 3 gân, à gần 2 gân. Đây các bác nhìn này, bát của nó à, nó VIP lắm, đánh hay lắm. Đấy, kia nó hơi trượt ra ngoài. Nặng kinh khủng luôn, bát gấu. Cặp bát này của nó có giá 2.6 triệu một cặp các bác nhé. Đây là một cặp bát siêu VIP và được bao ship toàn quốc với các dòng nó bát rời. Còn đây là phân tần DC75 là cái bo chống cháy này. Phân tần này full đơn có một mã là 8015 hai chở nhôm với giá 900.000 một đôi phân tần xịn như này của nhà máy. Combo này siêu VIP luôn. Còn đây là cái phân tép JBL nặng 5 cân một củ côn dẹt. Loại này đánh hay lắm. Tiếng sáng khỏe. Các bác cứ mua thử cho em mà xem. Nếu như em đang có các cái cặp tép 750 mà mua ở trên thị trường cũng là loại mới của Trung Quốc nhá. Anh em mua cái loại này về tiếng em bao cho anh em khỏe hơn, sáng hơn. Nếu không khỏe không sáng hơn, gửi lại hàng cho em. Nào, em bán hàng cam kết cho anh em sướng chưa? Quá sướng luôn. Em bán đầy loại tép nhưng mà em khẳng định cho anh em cái chất lượng của nó. Côn dẹt nhá. Đấy, con này của nó 1.6 triệu một đôi. Còn các bác lấy loại khác rẻ có thể 1.1 triệu, 1.2 triệu, 1.3 triệu tùy từng loại. Còn đây là bát súp 50 giờ xếp từ 220 có bán lẻ cho khách hàng một cái. Đấy, các bác xem video tặng like và chia sẻ ủng hộ Tùng Nguyễn nha. Đấy, bác nào chưa bấm đăng ký kênh cho em một lượt follow vào đăng ký kênh đi. Màng xếp ni và gân 3 gân. Bát 50. Bát 50 này thì có giá 2.9 triệu một đôi bao ship. 50 giờ xếp. Các bác dựng loa sự kiện, loa kẹo kéo, bánh xô. Còn đây là bát 40 Martin từ 190 con 76. Bát 40 Martin từ 190 con 76 gân 2 gân. Đấy, đây là bát 40 Martin. Bát 40 Martin giá thực tế của nó là 1.5 triệu một đôi. Còn nó bao ship cho anh em là 1.6 triệu một đôi. Từ 190 con 76. Cực kỳ ok luôn. Nếu mà so với tầm giá thì rất nhiều loại bát trên thị trường không thể cạnh tranh được cái loại bát này. Đánh hay, tiếng sáng. Mẫu này bán rất nhiều năm và tiếng của nó hay. Giá của nó rẻ. Đây là bát 30 giờ CF từ 19 con 76. Màng xếp đi gần 3 gân. Bát 30 giờ xếp. Đây là bát 40 giờ xếp từ 19 con 76 cũng hơn 3 gân. 30 và 40 thì nó hình thức nó xem nhau. 30 1.6 triệu, 40 1.9 triệu. Hôm nay em giới thiệu rất nhanh và gọn. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho em. Còn đây là cặp bát 40 neo V này. 40 neo V. Đẹp không? Tem 7 màu. Màng sơn dầu bóng gân 2 gân. Con này dâu của nó được bọc dây điện này. Đấy, con này của nó thì có giá là 2.7 triệu một đôi. Bao ship và hàng của công ty V nhá. Rất là đẹp luôn. Còn đây là bát 20 neo của LG. 20 neo LG này là côn của nó là 51. 1.950 triệu một đôi này. Bát nó sáng, lời sáng lắm. 20 neo. Các bác có các cái cặp loa mà nó cần đến bát 20 thì lấy từ neo này thì nó sẽ sáng tiếng. Còn đây là hai cặp bát 25. 25 Martin từ 170 con 63 gân vải. 1.250 triệu một cặp bát này, ca sáng, tiếng tốt luôn. Còn đây là bát 25 leo của Silly. Con này 2.6 triệu một đôi, côn của nó 76. Còn con 25 Martin là từ 170 con 63 nhá.
Còn đây là con neo khối 450 giờ xếp này. Cốc nhôm nó kim loại là 1,2 triệu này. Nõi bên trong kim loại nha anh em lưu ý đấy, côn dẹt. Còn đây là phân tần 226L này. Đấy. Thì các bác nào mà ghép cái combo như 25 hay tép phân tần này rất là ok luôn. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio giới thiệu rất nhanh và đi thẳng vào vấn đề. Các bác nào mà có nhu cầu anh liên hệ trực tiếp cho em và nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ em nhá.